Một tình huống va chạm giao thông đáng chú ý, xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios chạy với tốc độ vô cùng cao, tạt đầu xe máy, gây tai nạn sau đó bỏ chạy. Theo video được người dân chia sẻ, sự việc diễn ra trên tuyến đường Giáp Hải đi lên đường Vành Đai 3 theo hướng cầu Thanh Trì, Bắc Ninh. Một tài xế xe ôm công nghệ chở theo hành khách phía sau thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô tạt đầu và đâm trúng. Xe ô tô gây tai nạn mang nhãn hiệu Toyota Vios biển kiểm soát 99A 65015 đi với tốc độ cao, phóng từ phía sau lên, tạt đầu chiếc xe máy. Sau khi tình huống va chạm thì người ngồi sau xe máy đã bất tỉnh ngay trên đường, còn tài xế của chiếc xe ô tô gây tai nạn thì lập tức bỏ chạy. Theo quy định, người điều khiển xe ô tô gây tai nạn giao thông bỏ trốn, không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn có thể bị phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5 tháng đến 7 tháng.